Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chèn ảnh và xếp trong Bowen Boy Ví dụ như ở đây Tôi có hai hình Hình trái tim Và hình phong cảnh Trong đó hình trái tim là hình vẽ Còn hình phong cảnh á là hình ảnh Giả sử như bây giờ Tôi muốn là chèn hình ảnh phong cảnh Và trong hình vẽ trái tim thì tôi sẽ có hai cách sau đây. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đầu tiên Cách đầu tiên á, các bạn chúng ta sẽ chọn vào hình trái tim. Tiếp theo, chúng ta sẽ bấm phải chuột vào nó và chọn vào Format Shape. Thì lúc này á, nó sẽ xuất hiện một thanh là Format Shape. Sau đó ở đây, các bạn chúng ta sẽ chọn vào Shape Option. Tiếp theo, các bạn chúng ta sẽ chọn biểu tượng thùng sơn. Thì lúc này á, nó sẽ xuất hiện hai mục, đó là Fill và Line. Ở đây á, các bạn chúng ta sẽ chọn vào Fill. Thì lúc này á nó sẽ xuất hiện các tùy chọn. Tiếp theo ở đây, các bạn chúng ta sẽ chọn về tùy chọn đó là picture, of to field. Đó bây giờ tôi sẽ chọn vào. Sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào insert. Tiếp theo, tôi sẽ chọn vào from a file. Rồi, ở đây á tôi sẽ chọn hình ảnh mà tôi muốn chèn vào, hình vẽ hình trái tim. Hình ảnh này á chính là hình ảnh này. Rồi bây giờ tôi sẽ chọn vào sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào insert Thì lúc này bạn quan sát này Hình ảnh phong cảnh á Nó đã được chèn vào Trong hình vẽ hình trái tim Rồi Đối với hình vuông hoặc là hình tròn á Các bạn chúng ta cũng làm tương tự nha đó, Đây là cách đầu tiên Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai Cách thứ hai á Các bạn chúng ta sẽ chọn vào hình ảnh phong cảnh Sau đó ở đây Các bạn chúng ta sẽ chọn vào tab format Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào crop sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào dòng là crop to shape rồi bây giờ các bạn chúng ta sẽ chọn vào hình vẽ và bạn muốn chuyển qua ở đây á tôi sẽ chọn hình ảnh trái tim thì lúc này các bạn thấy này hình ảnh phong cảnh nó đã được chèn thẳng vào trong hình trái tim đó bạn có thể là điều chỉnh kích thước nha đó đây là cách thứ hai rồi sau đó các bạn có thể là định dạng cho nó này giả sử như ở đây tôi sẽ định dạng cho hình trái tim ở bên phải chọn vào nó và tắt format tiếp theo ở đây tôi sẽ chọn vào picture border đó, tôi sẽ tăng viên lên bây giờ tôi sẽ cho nó là màu đỏ hoặc là màu tím tùy các bạn nha rồi Đối với hình trái tim bên trái này, tôi chọn vào nó nè và tắt format. Tiếp theo ở đây, tôi sẽ chọn vào picture border. Ở đây tôi sẽ chọn là màu xanh. Đó. Như vậy là trong video vừa rồi, tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách chèn ảnh và xếp trong mobile Nếu thấy video hay, hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi.